Bản tin xoáy TV xin gửi đến quý vị và các bạn tin mới nhất. Theo tin từ truyền thông báo chí cho biết về tình hình quân sự tại Campuchia sau khi tập đoàn dầu khí quốc gia của Trung Quốc tại Bắc Tam Băng, thành phố lớn thứ ba của Campuchia, bị một nhóm đối tượng lạ mặt tấn công, Trung Quốc điều 100 lính đặc nhiệm đến đây để tăng cường an ninh và bảo vệ các nhà đầu tư và lợi ích của Trung Quốc tại đây, nằm trong số 100 lính đặc nhiệm trên bị tiêu diệt khi dùng bạo lực cưỡng bức hai cô thiếu nữ đang sinh sống tại vùng ngoại ô thành phố này. Thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây, ngoài các mục tiêu quân sự và các lợi ích, nhà đầu tư của Trung Quốc tại Campuchia thường xuyên trở thành điểm nóng mới khi luôn bị các nhóm chống đối trong đó có lực lượng kháng chiến quân Khmer tự do tấn công khi họ cho rằng chính quyền Trung Quốc là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự hỗn loạn chia rẽ xã hội Campuchia. Như ngày hôm qua mùng 10 tháng 4 và có nguy cơ đất nước Campuchia bị Trung Quốc đồng hóa khi nhiều thành phố lớn của Campuchia tràn ngập người Trung Quốc sinh sống. Mang tư tưởng của kẻ bề trên và như một chủ nhân của người Trung Quốc, thường có thái độ cao thượng hắc dịch trong cách hành sự với các quan chức chính quyền và người dân bản xứ để lại biết bao bức xúc căm hờn cho người dân khi có rất nhiều người đã trở thành nạn nhân và trả giá cho những thái độ hành động ngang ngược bất chấp luật pháp của người Trung Quốc. Điển hình là khi xảy ra bất kỳ biến cố tai họa nào, người Trung Quốc thường nhận nhơ sống ngoài vòng pháp luật, khi các cơ quan tư pháp và cảnh sát của nước này dường như không dám đụng đến làn tranh đỏ. Đây được coi như là một quy định bất thành văn nếu họ không muốn trả giá cho sự nghiệp của mình, thậm chí có thể phải mất mạng. Vì thế, binh lính của người Trung Quốc có lý do ý lại, từ tung tự tác trên đất nước mà lãnh đạo của họ, ông Hussein đã can tâm làm kẻ tay trai trừ hầu cho Trung Quốc. Kính thưa quý vị, trong một diễn biến có liên quan, sau khi chi nhánh của Tập đoàn Dầu khí của Trung Quốc đang hoạt động hơn 5 năm qua, tại thành phố Bắc Tam Băng, bị một nhóm đối tượng bịp mặt được cho là thuộc tổ chức quân đội Khmer tự do tấn công cách đây một tuần gây thiệt hại nặng về kinh tế và sức mạnh của tập đoàn này. Để bảo vệ an toàn cho tập đoàn trên Trung Quốc không thể tin tưởng tuyệt đối vào đội ngũ bảo vệ của quân đội Hoàng gia Campuchia, nên vào ngày hôm qua, Trung Quốc đã điều 100 đặc nhiệm thuộc lực lượng của Sư đoàn 9 đang đóng tại Siem Reap về Bắc Tam Băng để bảo vệ hoạt động và sự an toàn cho tập đoàn dầu khí quốc gia. Và một sự kiện đang làm chấn động dư luận mấy ngày qua, khi có bốn lính đặc nhiệm của lực lượng này bị một binh sĩ cùng các thanh niên Campuchia phục kích bắt cóc sau đó đem trói vào rừng. Cảnh sát đã nhận được tin báo của người dân vào sáng ngày hôm sau và lúc có mặt tại hiện trường chứng kiến bốn binh sĩ trên đã bị thú rừng tấn công và dường như đã làm mồi cho thú dữ. Khi cảnh sát chỉ còn phát hiện ra bốn bộ xương trôi trọi, chỉ còn sót lại những mảnh thịt nhầy nhụa sau khi trở thành miếng mồi ngon cho các loài thú ăn thịt. Cảnh sát đang tiến hành điều tra và theo thông tin ban đầu chúng tôi có được, bốn binh sĩ trên thuộc lực lượng đặc nhiệm của Trung Quốc vừa được gửi đến trong một cơn say rượu vào ngày cuối tuần. Bốn tên này đã cưỡng bức hai cô gái người địa phương đang ngồi tại công viên, làm cho một trong hai cô đã bị thiệt mạng. Sau đó, bởi sự tàn bạo của đám lính Trung Quốc, hành vi bất chấp đạo lý và luật pháp của bốn binh sĩ trên đã dẫn đến việc trả thù của một hạ sĩ trong quân đội Campuchia cùng với 10 thanh niên trong khu vực. Sau đó, như chúng tôi vừa đề cập ở trên, khi viên hạ sĩ này chính là người tình của cô Hun Chana, cô gái đã bị thiệt mạng sau vụ cưỡng bức này. Bởi họ nghĩ rằng vụ này nếu để chính quyền Campuchia xử lý, chắc chắn sẽ sớm bị chìm xuống, khi mà ảnh hưởng và sức mạnh của người Trung Quốc, đặc biệt là quân đội quá lớn tại đất nước chùa tháp này, nên không có cơ quan nào mạo hiểm, đùng chạm đến để rồi phải chịu nhận sự trừng phạt. Vì thế, những thanh niên và người lính trên cho rằng cần phải thế thiên hành đạo để diệt trừ cái ác. Liệu cảnh sát đang chịu áp lực mạnh mẽ đến từ giới lãnh đạo quân sự Trung Quốc, có bắt được những người gây án hay không và diễn biến của sự kiện đang gây chấn động dư luận này ra sao. Chúng tôi sẽ thường xuyên theo dõi và cung cấp cho quý vị trong các bản tin kế tiếp. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc khẳng định sức mạnh bằng họng súng và vỏ bọc hòa bình. Người dân Trung Quốc đã học được giá trị của hòa bình. Trung Quốc chưa bao giờ tiến hành bất kỳ cuộc chiến tranh hay xung đột nào, hay Trung Quốc luôn đi đầu trong việc hướng tới hòa bình và ổn định của khu vực. Đây là những khẩu hiệu mà Trung Quốc thường treo trao để đánh bóng hình ảnh của mình. Tuy nhiên, những gì Trung Quốc làm hoàn toàn trái ngược với điều đó. Tổ quốc phòng Trung Quốc số tra tháng 4 năm 2021 có đoạn người dân Trung Quốc đã học được giá trị của hòa bình. Vì vậy, kể từ khi thành lập nước cách đây 70 năm, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ tiến hành bất kỳ cuộc chiến tranh hay xung đột nào. Tuy nhiên, những gì Trung Quốc làm hoàn toàn trái ngược với điều đó Trung Quốc đã tham gia cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950 đến năm 1953, thâu tóm Tây Tạng năm 1950, tấn công Ấn Độ năm 1962, tham gia xung đột biên giới với Liên Xô năm 1969, tiến hành cuộc chiến với Việt Nam năm 1979, bắn thử tên lửa vào vùng biển ngoài khơi Đài Loan năm 1995, đến năm 1996 và quân sự hóa một cách trắng trợn Biển Đông, sau khi chiếm đóng các đảo dạng san hô của Philippines và Việt Nam. Bắc Kinh cũng đang phô diễn sức mạnh trong tranh chấp quần đảo Senkaku, Trung Quốc gọi là điều ngư với Nhật Bản và có mâu thuẫn với Seoul về quyền sở hữu bãi đá Sokocha. Trung Quốc có thể châm ngòi xung đột bất cứ khi nào nước này muốn, nên thỉnh thoảng lại khẳng định yêu sách của họ khi Trung Quốc ngày càng thịnh vượng, khả năng quân sự ngày càng cao và dưới sự lãnh đạo mạnh bạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, những khát vọng và tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc đã tăng gấp bội. Phát biểu trước Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc hồi tháng 3 năm 2018, ông Tập Cận Bình tuyên bố người dân Trung Quốc bất khuất và kiên trì, có tinh thần chiến đấu trong trận chiến đẫm máu chống lại kẻ thù đến cùng, tham gia đối thoại Rossi hồi tháng 1 năm 2019 cùng với các quan chức hải quân hàng đầu của Mỹ, Pháp, Nhật Bản và Úc. Đầu đốc Hải quân Ấn Độ Sunni Lamba lưu ý rằng Trung Quốc đã bổ sung 80 tàu mới trong 5 năm qua. Không có lực lượng hải quân nào trên thế giới phát triển quá nhanh như hải quân Trung Quốc. Trong 200 năm qua, tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc đóng có thể sẽ hoạt động trong năm nay và chiếc thứ hai vào năm 2022, nâng tổng số tàu sân bay của Trung Quốc lên 3 chiếc. Điều quan trọng là giai đoạn hiện đại hóa quân đội Trung Quốc này được tiến hành khi Mỹ xa lời vào các cuộc xung đột ở Pakistan và Iraq, Mỹ đã chi 5,8 nghìn tỷ USD cho cuộc chiến chống khủng bố. Việc quân sự hóa Biển Đông đã được đề dễ dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama bị phân tâm trong khi ông Tập Cận Bình lại kiên quyết. Sách trắng Quốc phòng Trung Quốc đã chỉ rõ các quần đảo trên Biển Đông và quần đảo Điếu Ngư là những phần không thể thay đổi của lãnh thổ Trung Quốc. Lúc đầu, ông Obama coi Trung Quốc như một đối tác và nước ngang hàng. Tuy nhiên, một số nhà quan sát nhận định, chuyến đi đầu tiên của ông Obama tới Trung Quốc báo hiệu một bước ngoặt trong mối quan hệ giữa một cường quốc Mỹ đang suy yếu và một Trung Quốc cảm nhận rằng thời của nước này đã đến. Đầu tháng 10 năm 2020, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là bà Hillary Clinton đã cam kết xoay trục sang châu Á gia tăng đầu tư đáng kể cả ngoại giao kinh tế chiến lược và các mặt khác vào khu vực này. Trong khi có sự hoài nghi lan trọng về khả năng, thực hiện cam kết này của Mỹ, Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích, coi đó là một động thái kiềm chế Trung Quốc. Trung Quốc đã nỗ lực gấp đôi đẩy nhanh kế hoạch của họ, đặc biệt là ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố gần 70% diện tích Biển Đông trong cái gọi là đường chín đoạn của nước này. Biển Đông là tuyến giao thương hàng hải quan trọng, giàu tài nguyên thiên nhiên, trong đó có dầu mỏ. Trung Quốc gạt bỏ phán quyết của tòa trọng tài ở La Hay, Hà Lan, cũng không tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế của các nước ven biển, được công nhận trên toàn cầu. Năm 2012, Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough và bồi đắp bảy hòn đảo để theo dõi hoạt động trong căn cứ quân sự của Mỹ ở đó. Sự hiếu chiến của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa còn được thể hiện rõ hơn. Năm 1988, Trung Quốc đã chiếm được phần lớn quần đảo Trường Sa bằng cách gây xung đột với Việt Nam, khiến 60 chiến sĩ hải quân Việt Nam thiệt mạng. Từ năm 2013, Bắc Kinh đã tiến hành bồi đắp các dạng san hô nội và chìm ở Trường Sa, Triển khai tên lửa và hệ thống phòng thủ tên lửa, các quan chức tình báo Mỹ tiết lộ trên kênh truyền hình tin tức CNBC hồi tháng 5 năm 2018 rằng, các quan chức Trung Quốc triển khai tên lửa hành trình chống hạm và tên lửa đất đối không ở khu vực này. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tất nhiên phủ nhận việc quân sự hóa biển Đông, tiếp tục cho rằng các thiết bị quốc phòng đã được đặt ở đó để thúc đẩy tự do hàng hải. Việc Hải quân Trung Quốc tiến hành tuần tra thường xuyên ở Biển Đông và xô đuổi các tàu không phải của Trung Quốc không phải là ít. Ví dụ tàu Hải quân Ấn Độ ANS di chuyển trong vùng biển quốc tế thuộc Biển Đông sau khi ghé cảng của Việt Nam hồi tháng 7 năm 2011 đã bị Hải quân Trung Quốc quấy rối. Ấn Độ có lợi ích chiến lược và kinh tế ở Biển Đông. Theo thỏa thuận với Việt Nam được ký kết hồi năm 2011, Ấn Độ đã khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam Trung Quốc đã phản đối vô cớ và khẳng định chủ quyền không thể chối cãi đối với khu vực này. Hành động bất nạt của Trung Quốc đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với các nước ven biển và các quốc gia khác có lợi ích ở khu vực Biển Đông, tự do và mở rộng. Lần đầu tiên hồi tháng 3 năm nay, Ấn Độ và tham gia các cuộc tập trận hải quân trong khu vực cùng với Mỹ, Nhật Bản và Philippines. Cục Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ nhận xét cấu trúc an ninh kiểu trục bánh xe và nan hoa bấy lâu nay của Mỹ ở Đông và Đông Nam Á đã không thể ngăn chặn sự nhen nhóm các tranh chấp lãnh thổ lãnh hải ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, cũng như một trong những cuộc chạy đua vũ trang lớn nhất trong lịch sử khu vực trong 20 năm qua. Sự thật là ngày nay vẫn còn có việc khẳng định sức mạnh bằng họng súng chỉ có điều là các quốc gia này cố che giấu sự xâm lược của họ trong vỏ bọc hợp pháp và lời lẽ hòa bình. Trung Quốc đã hoàn thiện nghệ thuật đó nước này giỏi tạo ra các bản đồ tài liệu và các dấu vết củng cố các yêu sách của họ. Chỉ có một mặt trận quốc tế thống nhất mới có thể cản trở, chủ nghĩa bành trướng leo thang của Trung Quốc. Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ phản tác dụng. Mọi hành động đều có phản ứng khác nhau. Các quốc gia ở Đông Nam Á cũng như các quốc gia có lợi ích ở khu vực này chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bản tin của chúng tôi hôm nay xin được phép tạm dừng tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức tiếp theo để gửi tới quý thính giả và các bạn xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe